Sau một ngày đủ chuyện xui xẻo trên đời, chỉ muốn chạy thiệt là nhanh về nhà, được khóc trên vai của người em thương. Thời buổi này làm việc phải sống động như vậy mới đáng sống. Vớ vẩn, làm việc là phải sống tính, phải bất động hoàn toàn luôn nhé. Phố đi bộ. Leo leo, cử động rồi kìa, chắc mỏi quá hả, ha ha. Bữa trước tao nặng lời quá, nay có cần gì giúp không? Vậy giúp tao in cái báo cáo này đi, cảm ơn nhiều nha. Không có chi. Này thì chọc này. Hãy xem thuật triệu hồi của ta đây. Phốc, bụp, bụp. Ha ha thằng gà, triệu hồi được mỗi hai con tốc bẻ thì làm gì được ta? Sau đó ta hiến tế hai con cóc để triệu hồi phù thủy áo đen ra sàn đấu. Bùm chéo. Lộn chuyện rồi má. Đính chính một tin đồn về bạn. Thật ra tôi không có tiền, tôi nghèo vãi luôn. Cuối năm rồi có tin đồn gì bạn muốn đính chính không ạ? Thật ra em chưa có người yêu ạ, anh nào để ý thì hút em đi, chứ em mệt lắm rồi. Sao không bao giờ thấy em đặt trà sữa chung vậy? Dạ sếp thông cảm, em giảm cân ạ. Hích không lẽ nói với ổng trong túi không có một cách chứ? Cậu nghiên cứu công ty đối thủ sao rồi, có thấy có gì mà hơn mình không? Hâm, để em suy nghĩ, do sếp người ta giỏi ý ạ. Ý cậu là sao, ý là tôi giờ hả? Em nhớ ăn tối nha. Yên tâm em ăn đầy đủ lắm. Rồi, ngoan anh thương, mà em ăn gì á? Em ăn snack á? Mọi người nhớ follow, theo dõi, ủng hộ kênh mình với nha. Cảm ơn các bạn đã xem.